Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Như vậy là ngày thi đấu thứ 3 của vòng bảng We Play Bershka League Season 1 đã chính thức khép lại. Theo đó, chúng ta cũng biết được đâu là những ngôi sao đang lên của giải, đang có phong độ như thế nào. Còn bây giờ, hãy cùng Meme Studio điểm qua lượt trận gay cấn của ngày thi đấu thứ 3 nhé. Mở đầu cho ngày thi đấu thứ 3 của We Play Bershka League, cuộc nội chiến giữa hai hạt giống thuộc khu vực SIS, Hellraisers và Fly to Moon, sẽ là màn đánh dấu sự trở lại của Always Wanna Fly sau gần 2 tháng im hơi lặng tiếng kể từ lần cuối tham gia một giải đấu lớn. Không ngoài mong đợi của khán giả, tất cả các loạt trận ở khu vực SIS đều phải nói là cực kỳ đáng xem, bao gồm cả trận này. Khi cả Hellraisers và gương mặt mới tái xuất giang hồ, Fly to Moon đều có những màn rượt đuổi tỷ số khá gay gắt. Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ, Fly to Moon cũng khó lòng duy trì được ưu thế từ chiến thắng ở game đấu thứ nhất và mau chóng để đội của Phoenix lấn lướt ở game 2. Game đấu thứ hai, sử dụng con bài Morphling kết hợp với Light Up Snowball đã giúp cho Hellraiser counter thành công vào vị trí carry chủ lực slot của Fly to Moon và mang lại thế trận cân bằng cho lạc đấu. Dựa vào đó, tìm ra hướng giải quyết thế trận của game 2 và đưa kết quả trận đấu đầu tiên của họ tại vòng bảng trở thành chiến thắng vẻ vang tiếp theo trong sự nghiệp. Ở một diễn biến khác, mặc dù đều đang có phong độ cực kỳ bạc nhược trong thời gian gần đây, tuy nhiên, Na'Vi vẫn có một khởi đầu khá thành công tại We Play Bershka League khi có một chiến thắng áp đảo 2-0 trước Team B8 vào rạng sáng nay. Với thất bại 2-0 trước Na'Vi, thì B8 đang có chuỗi 10 trận thua liên tiếp, vượt qua cả huyền thoại Cloud9. Kể từ trận thắng Hellraiser vào ngày 8 tháng 4 thì B8 đã lần lượt thất bại trước Gambit Esports, Viking GG, Cyber Legacy, Virtus Pro, Winstrike Team, Fly to Moon, hai lần trước Team Spirit, Hellraisers và Na'Vi. Bản thân Na'Vi cũng không khá hơn là bao nhiêu, nhờ chiến thắng 2-0 trước B8 mà Na'Vi mới có thể cắt được chuỗi 6 trận thua liên tiếp. Còn đối với Dandy cùng các đồng đội, cơn ác mộng của họ có lẽ sẽ còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa cho đến khi họ tìm được giải pháp thực sự để có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Còn tại khu vực châu Âu ngày hôm qua, chỉ diễn ra duy nhất một trận đấu giữa Alliance và Liquid. Mặc dù phải thi đấu với một stand-in do chưa tìm được mảnh ghép phù hợp ở vị trí support 5, nhưng Alliance vẫn là đội thi đấu tốt hơn so với những mầm non của team Liquid. Alliance bước vào We Play Bershka League với đội hình được lãnh đạo bởi player kỳ cựu S4 cùng stand-in FNG, đội trưởng của Gambit Esports. Và rõ ràng Alliance muốn thể hiện mình càng sớm càng tốt, nhất là khi đối thủ của họ là bọn Liquid vốn đã quen mặt. Taiga cùng các đồng đội tiếp tục cho thấy một phong độ vô cùng thất thường và không ổn định khi họ vừa có thể thi đấu ngang hàng với các đội tuyển hàng đầu thế giới, nhưng đôi khi lại có thể có màn thể hiện không khác gì một team Tier 3 với một lối chơi thiếu chặt chẽ, gắn kết. Đó là lý do mà dù cho đã chiếm thế thượng phong trong suốt game đấu và chơi cẩn trọng như sách giáo khoa để giành chiến thắng đầu tay sau game đấu thứ nhất, Liquid sau đó vẫn đánh rơi lợi thế của mình và thiếu đi kinh nghiệm hơn đối thủ của mình khá nhiều. Đó là chưa kể đến phong độ thi đấu sáng nắng chiều mưa của họ. Và như vậy, ngày thi đấu thứ tư sẽ mở màn với cuộc đối đầu giữa hai đội OG Seed và Nigma. Bởi đã khá lâu rồi, người ta mới thấy hạt giống của OG được dịp tái ngộ với nhau tại đấu trường chuyên nghiệp. Thế nên, đây chắc chắn sẽ là kèo đấu mà rất nhiều anh em sẽ trông chờ để có thể phán đoán xem năng lực của OG Seed liệu có đủ tiềm năng để sánh vai cùng Senpai của họ. Và với một bài toán khó như thế này, sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu có tí gọi là ngân lượng để cổ vũ cho đội mình thích, đúng không nào? Còn chơi gì nữa mà không inbox ngay cho fanpage Meme Studio để nhận chiếc coffee 68.000 trên trang trực tiếp Dota2.com nhỉ? Ok, bản tin giải đấu ngày thứ hai xin được kết thúc tại đây và anh em đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong buổi livestream tối nay.